Xin được kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với video tiếp theo trong chuỗi bài giảng với chủ đề nó là giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu Forex Trading A to Z, đúng không ạ? Mình là ông Quang, founder của Green Chat, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái nội dung tiếp theo, bắt đầu đi sâu vào việc là chúng ta sẽ phân tích cái thị trường Forex và tìm kiếm các cơ hội giao dịch của các đồng tiền. Thì buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã nói về những thông tin cơ bản chúng ta cần quan tâm khi giao dịch Forex, ví dụ như là chi phí giao dịch, các cái liên quan đến thời gian giao dịch, rồi đòn bẩy, vân vân, đúng không ạ? Thì riêng về phần phân tích thì phần phân tích kỹ thuật thì mình đã có riêng một cái bộ video về phân tích kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn CMT, thì đã có ở cái chuỗi video trước và các bạn có thể xem lại ở cùng kênh YouTube của Green Chat. Còn về phần phân tích cơ bản thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái nhóm thông tin mà nó sẽ có cái tác động đến thị trường Forex. Thì thông thường thì các cái thông tin mà nó tác động đến thị trường Forex thì nó thường là các tin tức liên quan đến vĩ mô. Bởi vì tin tức liên quan đến vĩ mô thì nó thường sẽ tác động rất mạnh đến giá trị của đồng tiền, đến tỷ giá. Do là các thông tin vĩ mô thì nó là các cái số liệu mà thường được các ngân hàng trung ương họ sẽ dựa vào để họ đưa ra các cái chính sách. Và mọi người biết là cái giá trị của một đồng tiền thì nó phụ thuộc chủ yếu vào cung cầu và các chính sách lãi suất, đúng không ạ? Và những cái này thì đều được tác động chủ yếu thông qua các quyết định của ngân hàng trung ương. Ví dụ ngân hàng trung ương họ có thể tăng lãi suất hoặc giảm lãi suất, đúng không ạ? Họ có thể là bán ra mua vào để tăng giảm cung tiền. Và như vậy thì nó tác động rất nhiều đến cung cầu và cái giá trị của một đồng tiền. Và cái quyết định của một ngân hàng trung ương thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cái số liệu vĩ mô mà họ cập nhật tại cái thời điểm mà họ chuẩn bị đưa ra quyết định, đúng không ạ? Giống như Fed chẳng hạn thì Fed sẽ thường quan tâm rất nhiều đến các cái chỉ số liên quan đến lạm phát của Mỹ hay là thị trường việc làm, đúng không ạ? Thì đấy là những cái thông tin quan trọng. Thì trong buổi hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người cách chúng ta tìm kiếm các thông tin và những cái thông tin nào nó sẽ tác động mạnh đến thị trường ngoại hối, đúng không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta có thể tra cứu các cái thông tin về thị trường Forex ở một cái trang gọi là Forex Factory. Mọi người có thể vào forexfactory.com. Ngoài ra thì nó có những cái trang khác, ví dụ như là investing.com, thì nó cũng là một trang mà nó sẽ cập nhật cho mình các cái sự kiện, các cái số liệu về kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên thì mình sẽ thường xem trên Forex Factory. Sau khi vào đây thì mọi người vào cái mục calendar ở đây, đúng không ạ? Thì nó sẽ có các cái lịch của các cái sự kiện kinh tế quan trọng. Thì mọi người có thể lọc một chút, thì ở đây nó có cái phần filter ở đây. Thì mọi người có thể lọc và mọi người sẽ chỉ lấy những cái tin mà nó có cái impact, tức là cái ảnh hưởng lớn thôi. Những cái tin mà tựa là có thể coi là tin mạnh đó, nó tác động mạnh, thì mọi người có thể lấy cái những cái tin nó có màu đỏ ở đây, sau đó mọi người apply thì nó sẽ ra toàn những cái tin mạnh mà tác động đến các đồng tiền. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái tin, ví dụ như là tin của PMI sản xuất, đúng không ạ, tác động mạnh đến đồng đô, PMI của Mỹ, đúng không ạ, hay là tin CPI của Thụy Sĩ, đúng không ạ, hay là tin về GDP của Úc đó. Thì đây là những cái tin mà được coi là nhóm tin mạnh và tác động rất mạnh đến giá trị của các cái đồng tiền, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có 4 cái nhóm tin tức quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là tin tức về số liệu lạm phát. Số liệu lạm phát tại sao nó quan trọng? Bởi vì lạm phát nó chính là cái yếu tố để ngân hàng trung ương cân nhắc cái chuyện đó là bây giờ sẽ phải thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng là thắt chặt hay nới lỏng, đúng không ạ? Nếu như lạm phát quá cao như thời điểm năm 2022, chúng ta thấy là lạm phát thời điểm đó nó rất là cao, thì Fed sẽ thường đưa ra quyết định đó là tăng lãi suất, đúng không ạ? Và trong cái thời điểm mà lạm phát thấp thì có thể Fed sẽ đưa ra quyết định là hạ lãi suất. Và như vậy thì cái chỉ số về lạm phát rất quan trọng. Thì đối với các chỉ số về lạm phát thì nó sẽ có chỉ số về CPI, nó đo lường cái rổ hàng hóa tiêu dùng cơ bản. PPI là đo lường cái lạm phát của sản xuất, và PCE là lạm phát của tiêu dùng cá nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể quan tâm những cái chỉ số đấy. Ví dụ như là mình sẽ tìm xem là cái số liệu của lạm phát thì gần đây nhất nó có cái số liệu nào không. Ở đây ví dụ chúng ta thấy là gì? Đồng Úc thì nó có cái chỉ số CPI đây, đúng không ạ? Hay là đồng Euro nó cũng có cái chỉ số core CPI, đúng không ạ? Thì đây này, hay là đồng USD thì gần đây nhất nó cũng có cái dữ liệu về chỉ số core PCE, đúng không ạ? Thì nó là những cái chỉ số đo lường cái lạm phát. Chúng ta nếu mà không hiểu về cái chỉ số này là chỉ số gì, nó tính toán và đo lường như thế nào, thì mọi người có thể chọn ở đây, đúng không ạ? Đó, mọi người mở nó ra. Thì ở dưới này nó sẽ có các cái thông tin cơ bản về cái chỉ số này, định nghĩa của nó, rồi là các cái số liệu trong quá khứ, những cái lần mà ra tin tức trước ấy, nó cập nhật số liệu như thế nào, thực tế là bao nhiêu, dự đoán là bao nhiêu, và kỳ trước là bao nhiêu, đúng không ạ? Mình có thể xem ở đây.
Mình mở cái này ra thì nó sẽ có những cái thông tin rất chi tiết về cái chỉ số này để mình tìm hiểu ở đây, đúng không ạ? Cái nhóm chỉ số thứ hai mà thị trường thường quan tâm là nhóm chỉ số về việc làm. Ví dụ như là Mỹ thì thường có non-farm payroll, đúng không ạ? Đo lường cái số việc làm được tạo ra thêm của lĩnh vực phi nông nghiệp, hay là thu nhập theo giờ hoặc là tỷ lệ thất nghiệp của các quốc gia. Thì đây cũng là một chỉ số rất quan trọng để đo lường cái sự phục hồi của nền kinh tế, và qua đó thì cũng đưa ra được cái chính sách của ngân hàng trung ương, đó là có thể là phải nới lỏng để hỗ trợ thị trường việc làm, hay là phải thắt chặt lại khi mà thị trường việc làm tăng trưởng quá nóng và có thể gây ra lạm phát, đúng không ạ? Thì các cái số liệu về việc làm cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là ở cái thời điểm trước thì thời điểm gần gần đây, vừa hôm trước xong trước hôm qua cái thời điểm mà mình chuẩn bị quay cái video này, thì mọi người thấy là chúng ta có cái chỉ số việc làm, ví dụ như là chỉ số non-farm payroll đo lường cái số việc làm của lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, chúng ta thấy là gì, nó vượt rất xa so với kỳ vọng, đúng không ạ? Khi mà kỳ vọng thì là 180 tạo ra thêm 182.000 việc làm, nhưng thực tế nó lên đến tận 272, tức là lên thêm gần 100.000 việc làm so với kỳ vọng, đúng không ạ? Thì đó nó chính là cái chỉ số mà nó sẽ đo lường cái thị trường việc làm, hay là đo lường cái thu nhập theo giờ, hay là đo lường tỷ lệ thất nghiệp. Thì đấy là những con số mà sẽ đo lường thị trường lao động. Ngoài ra thì nhóm thứ ba đó là cái nhóm mà tác động khá nhiều đến đến cái tỷ giá, đó là chính là cái chỉ báo sớm cho tăng trưởng kinh tế. Ví dụ như là người ta có thể đưa ra những cái khảo sát sớm để đo lường cái kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Ví dụ như là chỉ đo lường PMI hay là đo lường chỉ số niềm tin người tiêu dùng, đúng không ạ? Ví dụ như là nếu mà doanh nghiệp họ kỳ vọng trong tương lai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thì họ sẽ thường đưa ra cái khảo sát PMI tốt. Hoặc là người tiêu dùng người ta kỳ vọng rằng là trong tương lai người ta sẽ tiêu dùng nhiều hơn, người ta lạc quan hơn về nền kinh tế, thì cái khảo sát consumer confidence thì rõ ràng là gì, nó cũng sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thì mọi người hình dung ra là đối với cái thị trường như vậy thì những cái chỉ số sớm của nền kinh tế nó sẽ rất là quan trọng. Và cuối cùng thì cái nhóm thứ tư đó là cái nhóm liên quan đến chính sách của các ngân hàng trung ương, tức là những cái thời điểm mà các ngân hàng trung ương họ đưa ra các quyết định về chính sách lãi suất, hay là đưa ra các cái biên bản họp, thì là thời điểm mà tác động rất là nhiều đến đến đồng tiền, bởi vì nó đo lường cái quan điểm thường tại thời điểm đó của ngân hàng trung ương. Ví dụ mọi người thấy là gần đây nhất thì ngân hàng trung ương châu Âu đã có cái quyết định về về lãi suất, đúng không ạ? Khi mà vào ngày vừa qua, đúng không ạ? Vào ngày mùng mùng 6 tháng 6 vừa qua thì ECB đã quyết định là hạ lãi suất 0.25% từ 4.5 xuống 4.25, đúng không ạ? Và sau đó thì cũng có một bài phát biểu của ngân hàng ECB ở đây, thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái thông tin này khi mà chúng ta muốn nghiên cứu và chúng ta giao dịch đồng euro, đúng không ạ? Đó. Thì như vậy thì mình đã đi qua bốn cái nhóm tin tức quan trọng nhất: lạm phát, việc làm, chỉ báo sớm của tăng trưởng kinh tế và các quyết định ngân hàng trung ương. Thì hy vọng là giúp mọi người có một cái góc nhìn khi mà chúng ta tìm kiếm các cái thông tin và chúng ta giao dịch dựa trên các cái số liệu vĩ mô. Và mọi người lưu ý là những cái thời điểm mà tin tức này ra nó sẽ rất quan trọng, và những cái biến động của giá tại thời điểm tin tức xuất hiện nó sẽ là cái chỉ báo cho chúng ta để chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật nó hiệu quả hơn. Vì thường nó sẽ là những tín hiệu kỹ thuật rất là tốt vào thời điểm đó, đúng không ạ? Ok, rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.